vô mà thôi. Thế chỉ có một, ví dụ mình tạo cái nickname đó ra thì chỉ có một mình xài cái nickname đó thôi, không biết cái nickname, không cần biết cái nickname nó màu gì. Mình đưa cho người khác xài, người đó lót vô thì cái nickname nó bị bèn. Nếu mà Paltalk nó biết, nó rất là khó biết các anh chị, tại nó có cả chục ngàn customer lận. Nó rất là khó biết khi mà mình đưa cái nickname cho người khác xài. Nhưng mà nó cũng biết anyway. Tại sao? Các anh chị biết tại sao nó biết không? Hả? Các anh chị biết? Yeah, nó check IP. No, không phải. Nó đâu có rảnh đâu mà nó check IP. Không có rảnh đâu. Có cả chục ngàn customer, không lẽ nó đi check IP từng người sao? Yes, that's right, Kelly Lee. Khi mà mình đưa cái nick cho người đó xài, rồi người đó bày đặt đi đổi password rồi này kia, các anh chị biết có nghĩa là bước dây động rờn á. Khi mà mình đổi password thì cái system nó pick up, ok, thì Paltalk nó sẽ biết thôi, nó thấy như vậy, ok. Rồi hoặc là mình đưa cho nhiều người xài quá, nó thấy như vậy. Rồi cái người bên kia lót vô cái nick của mình, đồng thời mình bên này mình cũng lót vô một cái nick khác, thì làm sao một cái nickname mà lót vô hai cái nickname của một người mà lót vô trong hai cái IP được, thấy như vậy. Ok, let's see. Nêm tiêu đâu mất tiêu rồi, nêm tiêu không có vô hả? Tôi đi check cái con này. Ô, niềm tiêu. Muốn đổi qua một cái character khác cũng được, gọi là category khác cũng được, thì vô cái page room đó, I mean cái room page đó, cái người chủ room phải vô cái room page, rồi vô trong đó mà đổi thôi. Cái người chủ room phải vô, ok. Muốn biết đó, vô cái room Vietnamese help room đó, room page đó, cái người chủ room phải vô họ mới mở cái room page của họ được. Nghĩa là cái page trong đó nó nói cho mình biết, ô cái room đó mình muốn cái gì mình để vô, tới tên room là gì, cái code là gì, đã khái như vậy, rồi vô trong đó mà sửa, ok. Yes, cái người chủ room đó mở cái room page ra, rồi vô trong đó mà sửa lại. Cái đó dễ mà. Chứ còn admin, chứ còn những op trong room không có được sửa cái room page information được. Ok, bắt đầu nha các anh chị. Hôm nay mình học gì nè? Hôm nay mình sẽ làm bài tập về adjective phải không? Giờ mình có rất là nhiều bài tập. Nó trong room này không không phải muốn học gì học nha. Ok. Hôm qua hả? Hôm qua I had to run some errands. I had to take my niece to school and run some errands. Sorry các anh chị, đúng là nợ mà đúng là mấy cục nợ mà, vừa thấy con nợ vô đã rình sẵn rồi biết không, chủ nợ rình sẵn chủ nợ rình sẵn là vừa lót vô là thấy liền rồi, là la lên rồi, súng nhau la lên là đồ nợ. Vừa lót vô là trend liền trend liền. Ok, bắt đầu làm bài tập nha các anh chị. Hôm nay mình sẽ làm bài tập về adjective. Cho các anh chị mở từ điển thả ga luôn á, thoải mái hồ hởi. Miễn làm sao cho đúng thì thôi, ok. Rồi, let's start.
Trước khi trả lời đó, phải suy nghĩ cẩn thận, bẻ 10 ngón tay cho thiệt là đau nó mới sợ, biết không? Nó mới cẩn thận, nhớ nha. Bẻ 10 ngón tay cho nó đau, cảnh cáo nó, thấy không? Before hai ngón hả, thì bẻ hai ngón. Cái gì bẻ cái gì à, đi học mà còn đánh hai ngón dở quá đi. Học trò bên này nó đánh 10 ngón không à. Các chị ráng học đánh đánh máy 10 ngón. Actually mình sử dụng 9 ngón nhưng mà chúng mình đánh 10 ngón luôn á. Để mình làm bài cho nó lẹ. Vô trong nét đó các anh chị, học học trong nét, học chừng một tuần lễ là mình biết đánh 10 ngón à. Mỗi một ngón gõ cốc 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 bên này qua bên kia hả. Các anh chị nên học đánh 10 ngón, biết làm sao không? Nhiều khi tối lửa tắt đèn á, thấy không? Mình không cần đèn mình cũng đánh được, phải không? Nhiều khi tối lửa tắt đèn á, khỏi nhìn bàn phím. Ok, let's nhắm mắt cũng đánh được nữa. Bắt đầu nha. They did not find nothing of value. A valuable thing, anything valuable. Valuable. Ok, which one is right? Họ không có thể tìm cái gì nó có giá trị á, dịch như vậy á. Ô tắt đèn heo trắng. Ok, câu nào đúng các anh chị? Câu thứ nhất, không có cái gì của giá trị là cái gì? Thấy không? Không có cái gì của giá trị. Cái con nói như vậy không có make sense. Đấy. Câu thứ hai. Actually, câu thứ mấy đúng nè. Câu thứ hai. Họ không có thể tìm một cái gì, một cái sự gì, một cái việc gì hay là một cái gì có giá trị. Đúng không? Có giá trị. Đấy, đó là dịch câu thứ hai. Câu thứ ba, họ không có thể tìm bất cứ giá trị. Bất cứ giá trị là cái gì? Phải không? Nó miss something. Nó thiếu cái gì gì đó, phải không? Phải không? Nó thiếu cái gì đó. Câu thứ ba. Câu thứ tư, họ không có thể tìm bất cứ cái gì mà nó có giá trị. Đấy. So, câu thứ tư đúng. Tại làm sao các anh chị? Câu thứ hai với câu thứ tư. Câu thứ hai dường như là đúng phải không? À không, chi nhận kìa. Không có chi. Câu thứ hai dường như là đúng phải không? Nhưng mà khi mà mình nói cái phủ định thì mình dùng cái chữ any. Nó nghe hay hơn. Okay, anything. Okay. I haven't eaten anything. Tôi không có ăn gì hết trơn. Cái any đó là mình dịch không có gì cả. Thành ra câu thứ tư nó nghe hay hơn. Các anh chị hiểu không? Còn câu thứ tư, cái valuable, tại sao nó đứng ở phía sau? Hả? Câu thứ tư rất là hay. Là tại sao? Để nó nhấn mạnh. Thường thường cái tính từ nó đứng trước cái danh từ phải không các anh chị? Nhưng mà nếu mà mình để nó đứng sau cái danh từ để nó nhấn mạnh, nó nghe hay hơn. Họ không có thể tìm bất cứ cái gì mà nó có giá trị. Okay. Mà nó có giá trị. Đấy, thành ra câu thứ tư là nghe hay nhất. Okay. Còn câu thứ hai, văn phạm, cái ngữ pháp thì nó không có gì sai. Đấy. Nhưng mà thường thường mình nói phủ định thì mình dùng cái chữ any, nó nghe hay hơn. Ok. So, câu thứ 4 là bingo. Thường thường mình dùng phủ định thì mình nói any.
Okay, next one. He hardly viewed his a the any large car that he owned. Không dịch câu này để các anh chị làm, tại dịch thì các anh chị sẽ biết. Khi mà mình đọc một câu, mình đọc một chữ hay là bất cứ cái gì mình phải hiểu nha các anh chị, nếu mình không hiểu thì mình không làm gì được hết trơn. Thế rồi làm đi, làm câu này đi. Thường thường dùng any nó hay hơn. Tôi không có cái gì cả, đại khái như vậy. Câu thứ ba, câu thứ bốn. Okay, give me the same answer please. Không thôi chúng mình bị cả lăm. 3, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3. Cả lăm chết. Anh chị mà cho câu trả lời khác là cả lăm nó liền đó nha. Ok. Đã giải free mà còn bị bệnh. Bị bệnh. Nhớ nha. Ok, câu nào nè. Câu thứ ba, câu số 4, bây giờ mình dịch nha. Ok. Cái holy là thường thường mình dịch là không có hay là hiếm có. Ok. Holy có nghĩa là hiếm. Ông ta thì hiếm khi dùng cái chiếc xe bự của ông ta mà ông ta đã làm chủ, đã thì ô nghĩa là khi làm chủ. No, he owned là he. I think I miss spell right there then. He owned chứ hả? He owed. He owed là gì các anh chị? Yeah, he owed. Owed là gì? Sở hữu phải không? Yeah, làm chủ. Ok, thì các anh chị coi câu này. Ông ta dùng his car. Ông ta ít ít khi dùng cái chiếc xe bự của ông ta, hay là một chiếc xe lớn, hay là chiếc xe lớn. Cái chữ E đó là nói chung chung, còn cái chữ the đó là nhấn mạnh, còn any là không có chiếc xe nào hết, phải không? Thì câu đúng là gì? Hả? Câu đúng là gì? Câu đúng là câu số 3, bingo. Ok, câu số 3. Right. Nhấn mạnh phải không? Tại vì mình biết cái xe nào rồi, phải không? Cái large car chứ không phải cái small car. Thành ra để nhấn mạnh. Thành ra câu số 4, I mean câu số 3 đúng. Ok. Ông ta ít khi mà dùng chiếc xe mà bự đó. Ok. The large car. Nhấn mạnh. Right. So câu thứ 3. Bingo. Okay, next one. Mình đang làm bài tập về adjective, okay? Sử dụng tính từ. Next one. The strike will last for a week. That's what most of the more and most. Cái cuộc đình công thì nó kéo dài, sẽ kéo dài một tuần lễ, phải không? Sẽ kéo dài một tuần lễ. Đó là nhiều nhất, phải không? Mình dịch như vậy, nếu là khoảng thời gian nhiều nhất hay là lâu nhất á, khá như vậy. That's what the That was the most. Câu thứ nhất là most of. Khi mà mình nói most of cái gì? We miss something, phải không? Phải không? We miss something, phải không? Khi mà mình nói chữ of bắt buộc phải có cái gì ở phía sau? Of something, phải không? So câu thứ nhất sai, câu thứ hai sai.
Em câu thứ ba sai luôn. Khi mà mình dùng gọi là cái gì, comparative, cái thể mà hơn á, so sánh hơn á, thì phải nó phải at least gì, compare between two, compare between two things, right? Phải so sánh hai cái sự việc gì đó, right? Thành ra câu thứ ba sai luôn. Ở đây mình chỉ nói một cái vấn đề ra thôi, mình đâu có so sánh nó là cái gì đâu, right? Thành ra câu thứ nhất được sai, câu thứ hai sai, câu thứ ba sai, thì dĩ nhiên câu thứ tư đúng. That's what most, that's the way people talk. Okay, next one. The operation proved to be very difficult. It proved to be difficult. Someone calling. What do you mean toll-free call? Let me answer this now. Hello? 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 I didn't call this. Okay, cái cuộc giải phẫu đó, cái này dịch sao các anh chị? Let me translate this. Cái cuộc giải phẫu thì nó sao? Yes, cái cuộc giải phẫu thì nó to roof là gì ta? Let me see. Roof. Hiểu mà không biết. Okay, to wander about without definite destination. Nghĩa là nó kéo dài đó các anh chị. Okay. Nó kéo dài đó. Phải không? Nó thấy không, nó kêu nó trong cái tình trạng mà rất là khó khăn. Anh chị dịch đi, nghĩa là cuộc giải phẫu được coi là hoạt động rất là khó, và nó ví dụ như là bệnh tim đi, cái khái như vậy. Giải phẫu tim thì là một cái cuộc giải phẫu rất là khó khăn và rất là lâu á, thế mày hiểu như vậy á thì rất là khó rồi. Thì các anh chị làm câu này đi, câu nào đúng nè? Number two, thứ nhất là to prove difficult, it proved to be, sao cái động từ to be thường thường nó phải là adjective phải không, hay là cái noun, đồng ý không nào? Adjective hay là cái nào? Right. Anh đang ở đây, các anh chị cần cái gì? Dĩ nhiên là câu nào đúng các anh chị? Tính từ phải không? Cần một cái tính từ. Right. So difficult là tính từ. Okay.
Trang chị coi nào, okay. Sau cái động từ to be, một là nó là adjective, hai là một cái noun, okay. Hai là một cái noun, right? Thành ra to be difficult operation. To be difficult operation. Nó không có make sense. Nó thì nếu mà mình nói to be difficult thì cái difficult này nó sẽ là tính từ, phải không? Nó sẽ bổ nghĩa cho một cho cái động từ to be ở phía trước, đồng ý không nào? Right? Phải không? Chứ mình không có nói nó là tính từ, nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía sau. Thành ra câu số 1 sai. Anh chị không biết hiểu. Ok, để cái mi mi phải chứng minh cho các anh chị mới mới được. Okay. If roof difficult. Cái khó là cái chứng minh tại sao nó sai, tại sao nó đúng á. To be difficult operation. Nếu mà mình chọn câu thứ nhất thì cái câu nó sẽ ra như gì? Phải không các anh chị? Có nghĩa là cái difficult ở đây nó sẽ là tính từ của cái động từ to be ở phía trước. Mình không thể nói nó là tính từ của cái nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía sau được. Mình không thể nói như vậy được. Okay. Đồng ý không nào? Là cái cuộc giải phẫu khó khăn. Mình nói như vậy tiếng Việt mình dịch ra thì nó make sense, nhưng mà yes, that's right. Nhưng mà với tiếng Mỹ thì làm như nó miss something, phải không? Làm như nó bị thiếu thiếu cái gì đó. Các anh chị đồng ý không nè? Nó chứng minh đây là một cái sự khó khăn giải phẫu, right? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai. Okay, the difficult operation. Nó dường như cũng đúng, nhưng mà ở đây đâu có xác định, mình không có thể nói là nó là xác định cái gì hết trơn. Phải không? Mình chỉ nói chung chung thôi. Tại có rất là nhiều cuộc giải phẫu khó khăn, phải không? Hôm nay đây mình không có dùng cái mạo từ the ở đây được. Khi mà người ta nói là cuộc giải phẫu về bệnh tim hay cái gì đó, họ đã nói rõ ràng cuộc giải phẫu về tim hay là cuộc giải phẫu về bao tử hay whatever. Right? Thì lúc đó điều này không? Người ta chỉ nói chung chung thôi. Thành ra cái câu sau cũng là chung chung luôn. Okay? Right? Người ta thường thường một cái danh từ phải có cái mạo từ. Okay. Nhưng mà cái the operation nghĩa là chỉ nhấn mạnh cái cuộc giải phẫu, cái sự giải phẫu đó, nhưng mà cũng chưa có đầy đủ ý nghĩa nữa. Okay. Yeah. Thành ra cái chữ E, cái câu thứ ba đúng là chỉ nói chung chung một cái cuộc, tại vì nó có nhiều cuộc giải phẫu khó khăn thì đây là một trong những cái cuộc giải phẫu khó khăn. Anh chị hiểu phải không? Cái chữ the difficult khi nào mà họ nói rõ cuộc giải phẫu gì, về bệnh tim hay về gan hay là về mắt hay là về đầu gì đó whatever thì mình mới dùng chữ the. Còn cái câu sau thì lại 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 nó giống như câu thứ hai thôi. Okay. I mean câu câu thứ tư thì nó cũng giống như câu thứ hai thôi. Chị hiểu rồi phải không? Đồng ý rồi phải không? Thành ra ở đây mình dùng chữ E đây là đúng nhất. Okay. Nói chung chung một cái cuộc giải phẫu đó là một cái cuộc giải phẫu khó khăn. Họ đâu có nhấn mạnh cuộc giải phẫu về cái gì đâu. Số câu đúng là câu thứ ba. Okay, next one.
Câu này thì dễ, hy vọng các anh chị không có sai nha. She was a young woman. The woman was a youth. Young hay là youth. Cô ta là một người đàn bà trẻ. Cái người đàn bà đó thì a youth là một người trẻ, là a youth. She was young. The woman was young. Phải không? Phải không các anh chị? Cái youth đây, ở đây đó là let's see. Thường thường mình nói là I am young. Mình đâu có nói là I am youth đâu. Phải không? Cái youth với cái young nó cũng cũng gần như ấy, nhưng mà cái youth ở đây nó cái young ở đây nó là adjective. Còn cái youth ở đây nó là now. Phải không? Là cái sự mà xuất hiện trẻ trung á. Cái youth ở đây nó là now. Mà mình cần cái adjective. Sao động từ to be mình cần, thường thường mình cần cái adjective. Yes, that's right. Thank you, share and learn. So bingo is two, right? The woman was young. Đâu có ai nói là I'm youth đâu. Anh chị có nghe nói I'm youth không? I'm young, right? No. Nó makes sense, nhưng mà that's not the way people talk. Okay? Okay, next one. Câu này nha. Có ai nói I'm a youth đâu. I'm young. They got such, I mean such a fright. They were so frightful. Such fright. So fright. And such fright. Đứng sau động từ to be thường thường nó phải là tính từ adjective. So câu thứ nhất, so frightful, cái này không phải là adjective. Okay, cái này không phải là adjective. Frightened, frightened, frightened. Với cái ed mới là adjective. So câu và câu thứ tư sai. Ok. Câu thứ hai, câu thứ ba dường như là đúng. Vậy là mình chọn the best choice is number 3. So friend. Đâu ai nói search friend đâu. Nhiều khi mình nghe quen tai đó các anh chị, mình dễ làm đúng hơn. Nhiều khi mình chỉ đọc một câu. Khi dù mình đọc they were so fine. They were such fine. Thường thường người ta nói gì? They were so fine. I'm so fine. Tôi thì rất là sợ hãi. Tôi thì rất là yeah, thấy như vậy. Okay. Fine. Nhưng mà đứng sau động từ to be thường thường nó là ed. Okay. Fine. Five. Các anh chị đúng, nhiều khi có hai cái tính từ thiệt, nhưng mà mình phải chọn cái câu nào mà người ta thường nói thông thường.
Okay. Không có ai nói là I'm so frightful hết trơn á, người ta nói I'm so fine. Right. Nếu mà các anh chị không không chưa từng nghe câu đó là tại vì các anh chị nghe chưa tới. Các anh chị chỉ nghe một mà các anh chị chưa có nghe 10. Okay. Frightful và fine, nó không phải hai cái nghĩa chứ không phải là một cái bị động cái không bị động. Hai cái chữ fine với cái chữ fine, fine là let me see, look up the dictionary and phải nói làm sao cho các anh chị fright t sorry Okay, Friday là now verb. Friday là cái sự sợ, là danh từ và động từ. Còn adjective nó sẽ là frightened. Okay, nó phải có ed. Okay. Đó, bây giờ cắt nghĩa rõ. Fright là sợ. Okay. Còn adjective của fright đó là phải có ed. Okay. Còn friend friend là động từ. Nhưng mà nếu mà nói adjective á, thì nó thêm ed. Hay là friend able. Friday là to make a phrase of fearful. Fearful. Throw into a fright. Nghĩa là làm cho sợ. Đúng rồi đó, một cái là sợ, còn một cái là làm cho sợ. So cái câu đúng là frightened chứ không phải là frightful. And the way people talk, they say they were so I am so frightened. Okay. Okay, next one. Các anh chị muốn hiểu theo các anh chị kể các anh chị đi. Cho các anh chị sai đáng chịu đi. Không nghe thì thôi. Không phải. Không phải. Không phải giận. Ý của chị mình nói ở đây á, các anh chị mà hiểu theo các anh chị rồi nói theo các anh chị đó, người ta cười các anh chị ráng chịu ok. Ta cười các anh chị ráng chịu. Ý cơ thì mình vui chứ không phải là giận thế. Cho người ta cười các anh chị đi. Ok. Rồi next one nè. Next one nè. The woman bought a few small articles. She bought a little, some, one or three. Cái người đàn bà đó thì mua một cái article gì sao các anh chị? Article nhìn sao? Một cái gì đó? Một cái gì? Một cái bài báo hả? No. Article tờ báo hả? Bức tranh hả? Tờ báo nhỏ. Tờ báo gì mà nhỏ đâu ai nói the small article đâu. Nó là cái things, okay, things. Một cái gì đó, bức tranh hay là cái gì đó. Okay. Let's see.
Article là một cái gì đó nói về cái things. Article, bài báo, điều khoản, đồ thức, vật phẩm, hàng, nghĩa là có nhiều nhiều lắm, tùy theo đồ ăn, đồ mặc hay là cái gì đó, khá như vậy, không hẳn là tờ báo nha, không hẳn là tờ báo nha. Ok, một cái gì nhỏ nhỏ. Rồi, làm đi, em chỉ chọn cái nào nè. A little, anh nói là a few thì không thể là a little được. Em chị đồng ý không nè? Mình đã chọn cái a few thì mình không có chọn cái a little được. Right? Thì là câu thứ nhất sai. Some, some thì dường như là đúng thì phải. Right? Còn one three thì sai bét. Người ta chỉ nói a few mà người ta đâu có nói rõ one or three đâu. Mình đâu có được quyền nói một hay là ba đâu. Ta đâu có nói rõ đâu, ai cho mình chọn một hay là ba, đồng ý không nè? Right? Ta nói a few mà. Ok. Đố các anh chị chứ, few and a few, cái nào nhiều, cái nào nhiều hơn? Few and a few, cái nào nhiều hơn? Huh? Yes, a few nó nhiều hơn nha. Ok, few là gần như không có. Ok, ví dụ mình nói I have few friends, hay là I have a few friends. Ghét quá. I have few friends á là nói cho đỡ quê đó. Nói cho đỡ quê đó, biết không? Có nghĩa là mình không có bạn bè gì hết trơn. Nhưng mà mình cũng nói I have few friends. Không lẽ mình nói I have no friends, phải không? Mình nói I have few friends, thật sự ra không có bạn gì hết trơn á. Trong khi đó mình nói I have few friends thì ít nhất mình cũng có một hai ba người bạn. Ok, nghĩa là có nhưng mà có ít. Ok, có còn hơn không đó. Cái I have a few friends đó là có còn hơn không, còn nói I have few friends đó nói để cho đỡ mắc cỡ, không khó quá, ai thèm làm bạn là khái như vậy. Ok. Em chỉ hiểu rồi phải không hả? Chỉ hiểu rồi phải không? Cái little and a little cũng vậy luôn. Ok, little and a little cũng vậy luôn. Có chữ e thì ít nhất là cũng có, nhưng mà mặc dầu nó có ít nhưng mà cũng có, còn cái feel đó là dường như không có. Rồi trở lại bài học. Ok, I mean trở lại bài tập. And now ở đây mình không, dĩ nhiên là mình sẽ chọn number 2, some. Right? Ok, câu này nha, câu này không có được sai nha, câu này dễ ẹt. Hôm nay làm gì hả? Hôm nay mình sẽ làm bài tập hết giờ luôn nha các anh chị. Whose is this bicycle? Their son's. Yeah, dĩ nhiên câu số 4 rồi. Cái xe đạp này của ai? Khá như vậy. Who is this bicycle? Cái xe đạp này của ai? Của con trai của họ. Cái chị thấy họ không cần lặp lại cái bicycle khi mà họ dùng cái possessive case. Câu số 4 đúng.
next one. He's had a shop of his own. It's worth his own his own whose shop. Ông ta có một cái tiệm của riêng của ông ta. Nó là yes, his cũng là adjective, own cũng là adjective. So phía sau nó sẽ là noun. Okay. Còn đâu có mình dùng cái number 2 là mình double cái possessive. Vừa là his còn vừa là of nữa, không có đúng. Thành ra cái thứ hai là double cái possessive là sai. Cái thứ ba là chữ his này mình dùng, mình có cái apostrophe cũng sai luôn, phải không? Nó sai văn phạm. Còn cái thứ tư là hỏi cái shop của ai, right? Nó không có make sense. Thành ra rốt cuộc là câu thứ nhất đúng, his own là adjective, two adjective modified to a noun, shop. Câu này hay nè, okay, phải suy nghĩ trước khi trả lời nha. Câu này hay nè. Từ dễ tới khó nha, từ khóc tới cười nha. He used to work 14 hours a day. He did this one sum each a day. Ông ta thường làm việc 14 tiếng một ngày. Ông ta làm cái sự này, câu thứ nhất, một ngày. This a day take, this a day, nó là, it's mean to work, used to work 14 hours a day đó. Ông ta làm cái sự này một ngày, dài ngày, mỗi một ngày, và một ngày. Thành ra câu nào đúng các anh chị? Đợi tí mình dịch rồi các anh chị mới biết đúng. Yeah, câu số 3, phải không? Ông ta làm cái sự việc, ông ta đã làm cái sự việc này mỗi một ngày, phải không? Each day. Okay. Each day, cái everyday nó dường như là nó dùng cho cái hiện tại nhiều hơn. Okay. Cái is với cái everyday nó cũng cũng được xem, nhưng mà thường thường dùng cái hiện tại, nói về cái hiện tại nhiều hơn. Còn này mình đang nói về quá khứ. And that's the people talk to. Okay. Có nhiều khi mình chọn, nó có hai cái choice. Mình nên chọn cái the best choice. The best choice có nghĩa là mình nên chọn cái câu nào mà mình thường nghe người ta nói á. Khi người ta nói nhiều. Cũng giống như cái câu nãy. I am young, không có ai nói I'm a youth hết trơn. Cái nghĩa nó thì dường như là nó cũng đúng, nhưng mà cái cách người ta nói, người ta không có nói như vậy. Okay. Tại a youth cũng là một cái danh từ. Tôi là một cái người còn trẻ, phải không? A youth dịch như vậy đó. Còn I'm young là tôi trẻ. Đấy. Văn phạm thì không có sai, nhưng mà cái meaning, cái nghĩa ít ai nói như vậy. Ok, next one. Em một chuyện nữa, các anh chị đừng có tưởng tìm đi cái gì cũng biết hết trơn nha. Ok. Nhiều khi hỏi những cái câu tìm đi không biết. Ok. Nhớ nha, nhớ điều đó nha. Nào biết thì nói biết, nào không biết thì quê lắm đó nha. Okay. Okay, next one. Câu này nha, câu này hay nè, câu này hay nè, phải suy nghĩ nha, phải suy nghĩ nha. Okay, now this one. This is the most surprising thing about it. It is most surprising, more surprising, more surprised, and more surprised.
than anything. Đây là một cái sự việc mà không biết dịch. Không biết dịch. Các anh chị dịch đi. Bất ngờ và bất ngờ nhất về về vấn đề đó. Ok. Dạ, cảm ơn heo trắng dịch hay đó. Ngạc nhiên, bất ngờ, ngạc nhiên nhất về cái đó. Nói là ok, câu thứ nhất. Câu thứ nhất. Khi mà các anh chị dùng cái thể so sánh nhất, phải không? Dùng cái thì mà so sánh nhất thì mình phải có cái gì? Mình phải có mẫu từ the most, the first, phải không? Phải có mẫu từ. So câu thứ nhất với câu thứ tư sai. Right? Câu thứ nhất với câu thứ tư sai. Và mình có cái chữ than là so sánh hơn. Comparative. Phải không? Chứ không phải là superlative. So mình có cái chữ than có nghĩa là so sánh hơn thì phải có chữ more. Right? And more surprising hay là more surprised? Surprised. I think more surprising, right? Không? Đâu có ai nói surprised. Right? More surprising. So câu thứ hai đúng. Okay, more surprising. Okay, next one. I don't think. Câu này hay nè. It is one of the ugliest face I have ever seen. I've never seen an ugly one, an ugliest one. Ok, câu nào đúng các anh chị? Đó là một cái gương mặt xấu nhất mà tôi chưa từng thấy. Thấy như vậy? Tôi chưa có bao giờ thấy phải dịch như vậy. Tôi không có thấy. Tôi chưa có thấy. Tôi không bao giờ thấy an ugly one. Một cái gương mặt xấu. Câu thứ nhất. Một cái gương mặt xấu. Cái câu này không có make sense. Người ta nói là xấu nhất mà, phải không? Thành ra mình ít nhất mình cũng phải lặp lại cái xấu nhất. Còn này này mình chỉ nói sự, nói khơi khơi thôi là không có đúng. Right? Câu thứ nhất sai. An ugliest one. Tôi chưa từng thấy một cái gương mặt xấu nhất. Cái này đâu có khác gì
vì câu thứ nhất phải không? Cái thứ hai đâu có khác gì cái thứ nhất đâu, phải không? Đấy. Rồi, cái thứ ba. Cái thứ ba là nhấn mạnh lại, cũng đâu có khác gì. Phải không các anh chị? Cũng đâu có khác gì câu thứ nhất, phải không? Đấy. Nó lặp lại thôi mà, nó lặp lại câu thứ nhất, nó lặp lại cái mệnh đề đó thôi mà, phải không? Cái câu thứ hai với câu thứ ba nó lặp lại cái mệnh đề ở trên. Phải không nè? Đấy. Thành ra câu thứ nhất sai, câu thứ hai sai, câu thứ ba sai thì câu thứ tư phải đúng. Tôi chưa bao giờ thấy cái gương mặt nào xấu hơn cái gương mặt đó, thì có nghĩa là cái gương mặt đó xấu nhất rồi. Phải không các anh chị? Đấy. Phải không? Đây là nói này nó cũng giống như là nói lái vậy đó. Đồng ý không nè? Thay vì mình nói tôi chưa từng thấy một cái gương mặt nào xấu nhất hết, thì thay vì mình nói như vậy thì mình nói tôi chưa từng thấy cái gương mặt nào xấu hơn cái gương mặt đó, thì dĩ nhiên là cái gương mặt đó xấu nhất rồi. Đồng ý không nè? Hả? Ugliest, not ugliest. Ý, tôi đây là một cái gương mặt xấu nhất mà tôi từng thấy, phải không? Tôi từng thấy đấy. Hai cái câu này nó đồng nghĩa với nhau, nhưng mà thay vì mình nói câu thứ hai câu thứ ba mình lặp lại không nghe không có hay. Chỉ mới nói rồi, trong tiếng Anh mình tránh cái sự lặp lại, ok, mình tránh cái sự lặp lại, nên câu thứ tư là câu hay nhất. Đồng ý không nào? Nó cũng lặp lại thôi mà nó lặp lại cách khác. Tôi đó là một cái gương mặt xấu nhất mà tôi từng thấy, phải không? Đó là một cái gương mặt xấu nhất là tôi từng thấy. Dịch như vậy đó. The ugliest face. Oh yes. Yeah, đúng rồi. This is, yeah, faces. I'm sorry. Sao tự nhiên tự mi post nó miss vậy? Okay, thank you very much. Faces. Okay, faces. Biết làm sao tự mi post nó thiếu không? Cái chữ S đó, nó màu đỏ, đứng chân in ra thì không được. So, câu thứ tư đúng. Okay, câu thứ tư đúng. Faces. One of the ugliest faces. Thank you for reminding me, Sarah and Lauren. Okay, next one. Các anh chị đồng ý câu thứ 4 đúng không? Câu thứ 4 nó cũng lặp lại nhưng mà nó lặp lại cách khác. Okay. Câu thứ 2, câu thứ 3 dường như cũng đúng nhưng mà nó mình không có nên lặp lại y chang như vậy. Okay, next one. Where is it? Faces. Đây là một cái gương mặt. Đây là một của những cái gương mặt xấu nhất mà tôi từng thấy. Let them just age just the same, so we like really cunt material. Tôi thì thích nó. Superlative, không phải super competitive nha. Superlative. Okay, we like them just a the same, just the same, and so we like really clean material. Tôi thích nó giống như là tôi thích cái gì?
Câu thứ câu nào đúng các anh chị? Người ta thường nói là just is, phải không? Just is. Không ai nói just the same hết trơn. Just is. Giống như. Just is. Câu thứ nhất đúng. Câu thứ tư là sai bét. Ai nói just the same hết trơn. Just is. Hoặc là the same, nhưng mà ở đây mình không có nói là the same. Ấy là the same. The same là giống như là một cái danh từ rồi. Ấy là the Câu này thì dễ rồi. Không được sai nha. Câu này quá dễ luôn. To whom, who, whose, of whom, whom was it? The gentleman's. Yeah, dĩ nhiên câu số 3 rồi. Cái room này, cái room, nó là cái room của ai vậy? Whose room was it? Whose room? Câu số 3. Be carefully câu này nha. She will come to England. Last year, next year, the other year, or the last year. Yeah, dĩ nhiên next year rồi. Tại sao next? Tại sao next các anh chị? Tại vì will. Right? Tại vì will. Future, right? Okay, next one. Câu này hay nè, okay. Câu này hay nè. She received a letter from a girl of her own age. The girl is the same age with, the same age as old, the same age as she is. Cô ta nhận cái lá thư từ một cái cô gái cùng tuổi với cô ta. Ok. Phải không? Dịch như vậy phải không các anh chị? Và cùng tuổi với cô ta. Thành ra câu này là câu số mấy nè? Sao các anh chị hay quá vậy? Câu số 4 rồi. Không có ai nói the same is with hết trơn. Same thì phải là is. Okay. Same thì phải là is. Same. So the same age she is. Câu thứ nhất sai. Câu thứ hai nó thiếu. Phải không? The same thì phải là is. The same rồi. Rồi chấm 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 rồi is. Không có năng ai nói SO, SO cũng phải là S luôn, E chấm 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 S hay là the same chấm 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 S. Sau so, câu thứ tư đúng. Ok, next câu này nha. I am one of the few people left. So, I mean so, there are none left. It's one left. A son left. A lot left. Tôi là một trong một trong một tôi là một trong một ít người rời phòng. Vì thế, there are none left. Có ai nói there are none left đâu, phải không? There is one left. Có một người left, có một người rời. Không phải đâu. And there are some left. One of the few people left.
Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ tư sai, không ai nói a lot laugh at ten, awesome laugh phải không? Câu thứ ba đúng. Đâu ai nói there are none laugh đâu. There is none laugh, phải không? Câu thứ nhất. Ok, next one. So câu thứ ba đúng. Tôi là một trong ít người rời cái phòng. Ở dịch như vậy đó. Thấy không? Tôi là một trong ít người vừa rời phòng. Nghĩa là có ít người rời cái phòng, tôi là một trong cái nhóm người đó rời cái phòng. Ví dụ cái phòng nó có 10 người thì chỉ có hai người rời phòng, có nghĩa là một người rời phòng với mình nữa là hai, khá như vậy. Câu thứ hai có nghĩa là có một vài cái người rời phòng. Ok. Và có một vài cái người rời phòng. Nghĩa là tôi với một người khác là hai, hai cũng là nhiều rồi phải không? Nhiều thì mình nói là some. Thấy không nào? Thấy không? Chị hiểu rồi phải không? Nghĩa là có một vài người rời phòng, mặc dù có hai người cũng là some, phải không? Tại vì hai là số nhiều rồi. Tôi là một trong ít người, trong nhóm ít người rời phòng. Nhóm ít người có thể cái nhóm đó chỉ có một người, có thể cái nhóm mà rời phòng chỉ có hai người với tôi nữa là ba người, phải không? Các anh chị hiểu được phải không? Chỉ mới cắt nghĩa vậy là rõ lắm rồi đó. Cái nhóm ít người đó, dầu cho có một người đi nữa với mình nữa là hai. Hai có nghĩa là nhiều. Nhiều thì mình được quyền dùng chữ some. Right. Nhớ say yes nha, please. Không say yes là tiếng mi nói hoài á. Tiếng mi bệnh gì các anh chị không say yes á. Nói nhiều quá nên ho hoài không hết á. Giờ đổ thừa. Giờ đổ thừa. Nhớ say yes dùm tiểu mi nha. Thế đúng là cục nợ. Đúng là thiếu nợ. Ok, next one nè. Next one nè. Câu này mà sai nữa là nghĩa là tối nay trùm mền cười, cười nguyên đêm luôn á nha. Ok, ai mà sai là tiểu mi cười trùm mền cười nguyên đêm á. Okay, câu này nha. His bag is empty. He has a empty bag. An empty, empty bag, one empty bag. Cái túi của cậu ta thì trống rỗng. Cậu ta có một cái túi trống rỗng. Angry tiger. Không, không cần trùm mình, cười tại chỗ luôn cho biết. Xạo. Nếu mà nói câu một sai thì tại sao mà bring ra làm chi vậy? Ok, cậu ta có một cái túi trống rỗng. Ok, coi nè nha. Giờ chứng minh nè. Ok, coi câu nào đúng nha. A empty bag. Câu thứ nhất sai. Tại sao sai? Tại đứng trước cái tính từ start with an vowel. Mình phải dùng chữ an, phải không? Thành ra câu nhất sai. Câu thứ hai thiếu cái article. He has an empty bag, phải không? Right. Câu thứ tư. Không có ai nói he has one empty bag hết trơn đó, mà người ta nói là an empty bag. Thành ra câu thứ nhất sai, câu thứ ba sai, câu thứ tư sai, thành ra câu thứ hai đúng. Câu thứ tư mới nói sai mà. Câu thứ hai đúng, please. Tại vì không có cần lặp lại cái chữ bag.
It is an empty. Actually như vậy. Okay. He has an empty. Actually, when is it? Maybe that to me. Yeah, đúng là lặp lại cái chữ bạc đúng rồi nhưng mà yeah, chắc tại chị mình miss spring đó. Đó. An empty bag nha các anh chị. I'm sorry. Câu thứ hai đúng. Timmy post lại, sửa lại trong bài rồi. Ui trời nóng quá. Câu thứ hai đúng nha. An empty bag. Câu này nha. I am even less lucky. I am more is not so so lucky. Tôi thì ít may mắn, ít may mắn. Yeah, I'm not so lucky. Tôi thì không có quá may mắn phải không? I'm not so lucky. Very good. So this so này là adverb modified to the adjective. Okay, next one. Cái câu này là một cái cách nói nó mình nghe nó lạ lạ. Lạ lạ có nghĩa là mình chưa từng nghe. Có thể là mình chưa bao giờ nghe. Và nó có thể là mình sẽ làm sai. Ok. Coi coi sai chỗ nào nha. I might as well help them. I am very pleased. Very glad. Not very glad. Delighted to help them. Tôi có lẽ may help là may help là khi mà mình nói I may help them có nghĩa là nghĩa là gượng ép đó các anh chị. Nghĩa là gượng ép á. Hey. Chị phải hiểu như vậy. Gượng ép để mời họ hay là để có họ đó. Chị có câu số 5 trong đó nữa. Gượng ép á. Hey. Khi mà mình nói I may come to your house. Nghĩa là không có chắc chắn lắm đó. I may. Cái I may đó là không có chắc chắn lắm đó. Yes, dịch như vậy thì các anh chị mới hiểu phải không? Có nghĩa là not very glad. I'm not very glad to help them. Okay. Is well đây là mình dịch là cũng nghĩa là hơi gượng ép á. Đây là cái cách nói đó, lịch sự thay vì nó I don't want to help them hay là I don't want them, mình nói như vậy, nói cái đó nó hơi rude mà mình nói như vậy. I may as well help them. Okay, next one. So câu thứ ba đúng. Okay. Câu này không được sai nha. Câu này không được sai nha. Và miễn cưỡng nói. Which to whom? Whom? Whose turn is it? It's your turn.
Dĩ nhiên là câu số 4 rồi. Tới phiên ai vậy? Tới phiên bạn chứ ai còn hỏi. Chán thì thôi. Câu số 4 nha, câu số 4 nha, English Tiger. Câu số 4 nha. Ok, next one. Nãy giờ cười ha, tha hồ mà đánh lên lia lịa ha. Ok, bổn cô nương sẽ trả thù later. I speak a few words of French. I don't know many, much, plenty of, a little French. Tôi nói một ít chữ tiếng Pháp. Tôi không biết. Không biết gì. Ok, rồi bây giờ mình chứng minh coi câu nào đúng nha. Many French. French đếm được không các anh chị? Hả? Đếm được không? Đếm được không? Đâu đếm được đâu. Và là câu thứ nhất sai. I don't know many French. Câu thứ nhất sai phải không? Right. Câu thứ hai. Hình như câu thứ hai dường như là đúng. Để mình chứng minh câu thứ ba, câu thứ tư thử là đúng không nha. Plenty of. Plenty of cũng gần như là many vậy đó. Okay. Plenty of something. Mà không ai nói plenty of French hết trơn á. Okay. Thành ra câu thứ ba cũng sai. A little. A little, tôi không biết. Khi mà mình nói a little thì nó cũng giống như là mình nói double rồi. I don't know có nghĩa là a little rồi, phải không? Phải không các anh chị? Nó nói gần như là nó double rồi, còn phải không? Tôi không biết nhiều. Các anh chị thấy cái a, khi mà mình đã chọn cái a few thì mình không có chọn cái a little, okay? Right? Anh đã đây mình sẽ nói là tôi không biết nhiều tiếng Pháp. Much, much là dùng cho danh từ không đếm được. Mình nói a little có nghĩa là mình nói double. I don't know, còn a little là gì, phải không? Tôi không biết, thường thường nói là tôi không biết nhiều chứ đâu nói tôi không biết ít đâu, phải không? Các anh chị đồng ý không nào? Right. Câu số 4 không có ai nói tôi không biết ít tiếng Pháp. Nghe bên này thì thôi luôn. Tôi không biết ít tiếng Pháp. Các anh chị đồng ý không nào? Người ta nói tôi không biết nhiều chứ ai nói tôi không biết ít đâu. Chả thì thôi. Ta nói tôi biết ít thì có, còn nói tôi không biết thì phải nói không biết nhiều. Okay. Nếu các anh chị nói I don't know a little là các anh chị đẻ ngược. Mắc cười. Các anh chị đẻ ngược, các anh chị mới nói như vậy. Ok. Rồi next one nè. Next one. Ok, next one. There is few small little lot ink in the pot. Yeah, ink. Ink là không đếm được. Ink cũng giống như là liquid rồi. Các anh chị có đếm được nước không? Một cái nước, hai cái nước, ba cái nước, bốn cái nước. Cái ink là cái chất lỏng, phải không? Cái chất lỏng là không có đếm được. Right? So đây mình dùng chữ few là size. Small là dùng cho cái sharp. In nó đâu có cái sharp đâu, phải không? And that small cũng sai luôn. Đấy. So little đúng. A lot of. Okay, next one. So câu thứ ba đúng. Little.
Ok, câu này nha, câu này nha. Nãy giờ mình sử dụng cái adjective tối đa luôn phải không các anh chị? We have fewer cows, smaller cows, much cows, many cows this year than last year. Chúng tôi có những cái con bò, ít con bò, những cái con bò nhỏ hơn, nhiều con bò, dĩ nhiên hơn là năm này hơn là năm rồi. Smaller cow and much cow là sai, phải không? Con bò nhỏ hơn. Ở đây đâu có so sánh con bò này với con bò kia đâu, phải không? Thành ra câu thứ hai và câu thứ ba sai. Con bò đếm được one cow, two cow, three cows. Ở đây mình không có dùng chữ much. Câu thứ hai, câu thứ ba sai, phải không? Vậy còn chỉ còn câu thứ nhất and câu thứ tư, right? Many cow this year than last year. Mình có chữ than, thành ra mình phải dùng cái thể so sánh hơn, phải không? So sánh hơn. So sánh hơn thì ở đây mình sẽ dùng cái chữ er, fewer. Phải không các anh chị? So sánh hơn mà, fewer than. Right? I'm younger than she. Phải không? Thành ra câu thứ nhất đúng. So sánh hơn mà có chữ than. Right? Câu thứ nhất đúng. Ok, next one. We have heard so many news, so much news, a lot news, few news about you. Chúng tôi đã nghe nhiều về bạn, nhiều tin tức về bạn. Ok, câu thứ nhất, so many news. News này là cái danh từ không đếm được, mặc dù nó có s. News lúc nào cũng có s nha. Một tin tức cũng là news, hai tin tức cũng là news, ba tin tức cũng là news, là danh từ không đếm được, right? Thành ra mình không có dùng chữ many and a lot, phải không? And few luôn, right? Thành ra nhất ba với tư sai thì câu thứ hai sẽ đúng. Okay, so much, much dùng cho danh từ không đếm được, là câu thứ hai đúng. Okay, next one. How much of good and how much good do we need for the winter? For the winter. Có bao nhiêu gỗ mà chúng tôi cần cho mùa đông? Gỗ gỗ đếm được không các anh chị? Hả? Không mà, phải không? Phải không? Không. Right? Phải không? Gỗ không có S. Số ít nhiều gì cũng không có S. Right? Thành ra, it seems like how many sign? Phải không? How much of good, không có ai nói how much of hết trơn á. Thế thành ra câu thứ hai sai luôn. No, sorry, nói lại là how many là câu thứ nhất sai, không đếm được, thành ra mình không có dùng
Many, thành ra câu thứ nhất, câu thứ hai sai. Câu thứ ba cũng sai luôn, how much, không có ai nói với chữ of hết trơn đó. Thành ra câu thứ ba sai luôn, thành ra câu thứ tư đúng. Đấy. Cái khó khăn cái là các anh chị phải biết tại sao nó sai. Mình loại, loại nó ra rồi thì còn một câu đúng. Okay, now this one. So dear, I have no, not any, and much books of my own. Tôi không có sách cho riêng tôi. Tôi không có bất cứ sách nào cho riêng tôi. Tôi có bất cứ sách nào cho riêng tôi. Tôi có nhiều sách cho riêng tôi. Số câu nào đúng các anh chị? Sách đếm được, phải không? Sách đếm được, phải không? Sách đếm được mà. One book, two book, three books, right? Đếm được thành ra chữ must sai. Câu thứ tư sai. I have any. Cái any dùng cho phủ định mà thôi. I don't have any books, right? I don't have any books. Yeah, book không có S. Thành ra cái any sai luôn. I have not book. Không có ai nói I have not hết trơn á. Không có ai nói I have not nha các anh chị. Phải không? Có ai nói I have not money không? Hả? Không ai nói. Tại sao vậy? Tại vì động từ no không phải. Nếu mà động từ to have đó mà là động từ chánh ở trong câu đó, khi mà mình dùng cái thể phủ định hay là cái thể gì cái thể interrogative đó là thể gì, thể nghi vấn á, dạ thể nghi vấn á, khi mà mình dùng thể phủ định hay là thể nghi vấn thì mình phải dùng cái trợ động từ do. Thế anh chị hiểu phải không? I have money. Okay. Nếu dùng thể phủ định thì mình phải dùng cái trợ động từ do. I don't hay là I do not have money. Okay. Đây là cái luật. Hay là mình dùng cái thể nghi vấn thì mình cũng phải dùng cái trợ động từ do. Do you have not money. Anh chị nhớ điều này nha. Nếu mà động từ to have là động từ chánh ở trong câu thì mình phải dùng cái trợ động từ để đặt câu hỏi hoặc là dùng cái thể phủ định. Đấy, bây giờ trở lại. Thành ra mình nói I have not là sai. Thành ra câu thứ hai cũng sai luôn, phải không? Chữ thứ hai cũng sai luôn. Thành ra chỉ còn cái chữ no là đúng. I have no books of my own. Anh chị hiểu rồi phải không? Say yes đi. Cảm ơn. Ok, nhớ nha, đừng có nói I have not money. Okay. I don't have money. I don't have money. Okay, next one. Câu này nha.
vary at some a little, I mean vary at some little, fewer or less people. Understand what he said. Câu này mình dịch như gì nè? Ok, mình dịch như gì nè? Rất là ít người hiểu ông ta nói gì. Rất là ít người hiểu ông ta nói gì. Yeah, có rất là ít người hiểu ông ta nói gì. This is the way people talk. Very less people. Có rất ít người hiểu ông ta. Ít người hiểu ông ta nói gì. Người ta nói như vậy đó. Very less people. Không ai nói very few people hết trơn á. Hỏi tại sao? Who knows? Không ai biết sao tụi mình biết được. Đó là cách người ta nói, ok? Very less people. Understand what he said, ok? Không ai nói very few people. Các anh chị nhớ less cũng dùng cho cũng dùng cho danh từ đếm được hay không đếm được. Less chỉ là so sánh nha các anh chị, ok? Ít hơn, có rất ít người hiểu ông ta nói hơn, đã phải như vậy á. Đừng có confuse cái chỗ mà people là danh từ đếm được hay không đếm được. Rồi mình dùng chữ few hay chữ less không phải. Less không phải là few, mà less cũng không phải là many, mà less cũng không phải là little. Okay? Less là chỉ nói là ít hơn, ít người hơn. Đây là cái cách mà người ta nói để nhấn mạnh á, ok? Less là less chứ không phải less là few, hay là less là little, hay là less là many, hay là less là lesbian có một s mà thôi, ok? Share đang học mà nghĩ về ai vậy? Share and learn. Ok, now next one nè, next one. Cái câu này nha, câu này nha. My mother gave me too many a much money. Mẹ tôi thì cho tôi rất là thường thường cái chữ too đó nha các anh chị là bad, okay? She is so pretty. She is too pretty. Một cái khen thiệt, cái câu đầu là cô ta rất là đẹp, câu thứ hai cô ta là ma nữ. Câu thứ hai nghĩa là như vậy đó, ok? Cô ta là ma nữ. Anh chị hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Thường cái chữ too đó là xấu, ok? Rồi mình áp dụng vô cái câu bài tập, ok? Thì các anh chị sẽ biết các anh chị dùng chữ gì. Many không đếm được, thành ra many a là sai. Còn câu thứ tư many cũng sai luôn. Thành ra chỉ còn cái câu thứ hai và câu thứ ba đúng. Thành ra cái chữ two này là một cái complain, phàn nàn. Mẹ tôi cho tôi rất là ít tiền, ok? Và many thường thường nó là danh từ không đếm được, ok? Mẹ tôi cho tôi rất là ít tiền. Ở đây mình sẽ dùng cái little. Mình đi đếm được hay không ta? Cái little đó, cái little and đâu có ai nói là too few money đâu. Okay? Too few money đâu.
phải không các anh chị? Mà nó là little money, okay, little money. Yeah, untouchable now. Okay, next one. Các anh chị hiểu cái two không? Có người nói chưa hiểu cái two. You are so bad. You are too bad. Cái you are so bad này là chê thiệt. Ok. Giống như là cái cậu đó, cậu ăn cắp tiền, thí dụ như vậy, cậu ăn cắp tiền của ba mẹ. You are so bad. Cái đó là có đó là chê thiệt. Ok. Còn cái you are too bad này nó có hai nghĩa. Tùy theo trường hợp. Một nghĩa tốt, một nghĩa là một nghĩa rõ ràng, và một nghĩa một nghĩa trái ngược. Thí dụ như gì? Thí dụ như gì? Cái cậu đó, cậu có ăn cắp tiền đi. Nhiều lần, nhiều thiệt là nhiều lần bị bắt rồi. Rồi vẫn còn ăn cắp, rồi bị bắt rồi vẫn còn ăn cắp nữa, thì lúc đó mình nói you are too bad. Okay. Nếu mà lặp đi lặp lại nhiều lần thật sự là rất là xấu thì mình dùng too bad. Còn mới vừa, thí dụ như là mới vừa làm cái gì đó xấu á, okay, thì mình nói you are so bad. Đó là một nghĩa. Còn thí dụ như là cái cậu tao cậu kể chuyện cho mình một cái câu chuyện vui, ok, một cái câu chuyện vui mà nó xấu, ok, nhưng mà làm cho mình vui, mình cười lăn lộn dưới đất, các anh chị hiểu không? Nghĩa là mình khoái đó, cái ở trong đầu mình khoái, mặc dầu cậu ta cậu cậu kể cho mình nghe một cái câu chuyện như là đi gạt người ta thí dụ như vậy, nhưng mà làm nhưng là đó là một cái vui. Ok, thành ra thay vì mình chê, mình không chê, mình nói you are too bad, có nghĩa là nó vừa chê mà nó vừa khen ở trong đó. Các anh chị hiểu cái nghĩa đen đó đó, thì nó là xấu nhưng mà làm cho mình thích. Ok, làm cho mình thích, mình khoái, thì mình thay vì mình chê, nghĩa là nửa chê nửa khen á. Các anh chị hiểu không? Hả? Các anh chị hiểu không? Cái you are too bad nó có hai nghĩa. Một nghĩa xấu và một nghĩa tốt. Một nghĩa không hẳn là tốt mà mình thích đó, biết không? Nhưng mà mình không muốn chê, mình nói you are too bad. Mà vừa nói mà vừa cười. Okay. Nghĩa là nói giỡn chơi với nhau đó. Thí dụ như là thí dụ như là cậu ta đi cua cái cô đó mà cô đó cổ không chịu, rồi cậu ta làm đủ mọi cách hết, rốt cuộc là cô đó chịu ha, khi nó mới you are too bad. Hiểu, các anh chị hiểu rồi phải không? Say yes đi, không không say yes thì tiếng mi không còn biết các nghĩa sao nữa hết trơn. Nghĩa là vừa khen vừa nửa khen nửa chê đó, nửa khen nửa chê đó, phải như vậy. Ok. Thành ra cái to đây thường thường nó là nghĩa xấu nhiều hơn. Ok. Còn chữ so đó là nghĩa thật sự. Ok, next one. Rồi tiếng này cắt nghĩa cho anh chị trong PM rồi đó nha. Ok, next one. Câu này nha, câu này nha. A man with one leg is called one-legged man. A one-legged man and one-legged man. Người đàn ông với một cái chân thì gọi là, thì được gọi là
Yes. Cái late này đó mình phải đổi nó thành cái adjective. Ok. Nếu không đổi thành câu thứ nhất sai là tại cái late này nó là danh từ. Mà nó có cái tiếng tĩnh từ. Mình đổi được thành tĩnh từ thì mình phải đổi thành tĩnh từ. Ok. Mình có thể dùng cái compound noun. Nhưng mà nếu mà cái compound noun nghĩa là hai danh từ hợp lại thành một nghĩa. Nhưng mà cái danh từ mà để làm tĩnh từ mà đổi ra được tĩnh từ thì mình bắt buộc mình phải đổi nó ra thành tĩnh từ. Anh chị hiểu rồi phải không? Right. Thành ra cái câu thứ nhất sai. Cái câu thứ hai là nó misspell. Misspell có nghĩa là viết sai. Nó phải double G. Ok, thành ra câu thứ hai sai. Câu thứ ba cũng sai luôn. I mean câu thứ tư cũng sai luôn phải không? Nó cũng gần gần giống như câu thứ nhất. Phải không? Thành ra rốt cuộc là câu thứ ba đúng. Các anh chị hiểu tại sao câu thứ tư sai rồi phải không? Không có ai nói là one late như vậy hết trơn á. Ok, phải đổi cái danh từ thành tĩnh từ. Chỉ khi nào cái danh từ không đổi được thành tĩnh từ thì mình phải để nguyên để yên đó. Thí dụ như câu này. Có key, chìa khóa của chiếc xe. Phải không các anh chị? Thành ra bắt buộc mình phải để nguyên đó. Cái chữ kho đâu có đổi thành tĩnh từ được đâu. Anh chị đồng ý không nào? Đấy. Dạ, mình phải tra từ điển mới biết. Ok, now next one. Thành ra rốt cuộc là câu thứ ba đúng. Ok, câu thứ ba đúng. Ok, next one. Có khó quá không các anh chị? Có khó quá không? Hả? Tiểu My cắt nghĩa từng step, từng chút cho các anh chị rồi. Phải không? Nhưng mà Tiểu My cắt nghĩa từng chút cho các anh chị rồi. Right? Yeah. Cái vấn đề là làm sao các anh chị phải hiểu tại sao nó sai, tại sao nó đúng chỗ đó. The library has several a very English easy books. Very easy English books. English very easy books and easy very English books. Ở thư viện đó nó có một vài cái cuốn sách tiếng Anh rất là dễ. Okay, có một vài cái cuốn sách tiếng Anh rất là dễ. Several. Several là một vài. Thành ra khi mà mình đã nói có một vài rồi thì mình đâu có dùng cái mẫu từ a. Phải không các anh chị? Mẫu từ a là một thôi, đã nói several thì không có a được. Right, thành ra câu thứ nhất sai. Câu thứ ba. Câu thứ hai thì dường như là đúng. Nếu vậy thì mình chứng minh câu thứ ba, câu thứ tư sai. Cái câu thứ tư, I mean câu thứ ba đó theo thứ tự order, theo thứ tự adjective order. Thì cái English đó nó là proper noun, phải không các anh chị? Nó phải để kế, nó phải để sau cùng. Right? Cái very easy đó là nó là valuable. Nghĩa là nói cái tính cách đó, thành ra nó phải để trước cái proper theo các anh chị học cái tĩnh từ, thứ tự của tĩnh từ rồi phải không? Cái valuable nó phải để phía trước cái proper. Thành ra câu thứ ba sai luôn, right? Câu thứ tư easy very book. Cái easy đó là các anh chị lật từ điển coi, nó sẽ là tĩnh từ, phải không các anh chị? Phải không? Nó sẽ là tĩnh từ. So cái very nó sẽ là chẳng từ, phải không? Thành ra nó sẽ bổ nghĩa cho cái tĩnh từ very easy. Right?
Thành ra mình đảo cái câu thứ tư nó đảo ngược lại, easy very, không ai nói easy very mà người ta nói very easy, right? Thành ra câu thứ tư sai luôn, thành ra câu thứ hai đúng, very easy English book. Chị hiểu rồi phải không? Ok, next one. Next one. The church has some French old. Some old French. French old some pictures. Cái nhà thờ đó thì có một vài cái bức tranh bức tranh Pháp cũ. Ủa, câu này sao chỉ có 3 thôi? 1, 2, 3. Dạ, có 3 thôi. Ok, một lần nữa. Old theo thứ tự nè. Some đó, nó là determiner. Old đó, nó là age. And friends, nó là proper. Thành ra theo thứ tự, determiner trước là some. Phải không? Rồi tới mới tới age. Rồi mới tới proper. Thành ra câu thứ hai đúng. Anh chị thấy không? Some là determiner đứng trước, rồi mới tới age là old, rồi mới tới proper. Anh chị học cái thứ tự tỉnh từ rồi. Thành ra câu thứ ba đúng. Theo thứ tự. I mean, câu thứ hai đúng chứ, sorry. Câu thứ hai đúng. Theo thứ tự. Some old French picture. Okay, next one. Đồ cổ là antique. Thấy không? Antique. Antique. Antique cái gì đó? Cái bình cổ, cái gì cổ đó? I don't know. I can't speak many much better some English. Tôi không có thể nói nhiều tiếng Anh phải không? Câu thứ nhất, English không đếm được. Better mình không có so sánh cái tiếng Anh với tiếng nào hết trơn. Some là dùng cho danh từ đếm được, right? Thành ra câu thứ nhất, câu thứ ba, câu thứ tư sai, chỉ còn câu thứ hai đúng. Much là dùng cho danh từ không đếm được, English. Okay, next one. He is best, good, very, the best of three. Cậu ta. Yeah, dĩ nhiên là the best. Đây là mình so sánh nhất. Nếu mà mình so sánh hai hoặc là nhiều hơn thì mình bắt buộc phải so sánh nhất, superlative. So sánh nhất là best thì best phải có chữ the. Right, the best. Không ai nói good hết trơn, cái so sánh nhất là good, better and the best, right? Good, better and best. So sánh nhất là the best. Okay, next one, very là sai. Okay, now next one. We want our country to be free and independent. Sao câu thứ hai, câu thứ ba giống giống nhau vậy ta? Oh yeah. Phải không? Phải giống nhau không? Independent. Okay, let me omit one then. Yeah, okay, let me omit one. Hình như là câu ok thôi bỏ đi rồi giờ post lại nha. Independent là độc lập,
Thế là độc lập. We want our country to be free and independent, hay là independence, independently. Yeah, mình cần hai cái tính từ, phải không các anh chị? Mình cần hai cái tính từ, free là tính từ, so independent cũng là tính từ. Còn independence, independence là danh từ, còn independently là chẳng từ. So mình cần câu thứ nhất là tính từ, independent. Okay, next one. Do you have little, much, some, the best books? Can you làm đi? Hurry, please. Yes, cái some cũng đúng. Cái little and much thì sai rồi đó. Okay. Little and much thì sai rồi đó. Cái some cũng đúng, nhưng mà tại sao mình không nói cái the best? Okay, mình tìm cuốn sách tốt nhất phải không? Right? Do you have the best book? Có những cái cuốn sách tốt nhất không? Cái book á, cái book cũng có thể có số nhiều được mà. Phải không? Bạn có những cuốn sách tốt nhất không? Cũng có thể có số nhiều được mà. Right? They are the best. Đúng không? Some cũng được, nhưng mà tại sao mình phải dùng some, mình không dùng, thay vì some mình không dùng the best? Thí dụ nói là do you have some book, nó đưa cho mình cuốn sách dở ẹt rồi sao? Phải không? Nó đưa cho mình những cuốn sách dở ẹt rồi sao? Lựa cho tôi cùng những cái cuốn sách nào mà tốt nhất á, phải không? Anh chị hiểu không? Khi mình có cái sự chọn lựa, tại sao mình không chọn cái tốt nhất? They are the best. Cũng là số nhiều vậy, phải không? They are the best. Giá không tốt nhất, cái tốt nhất. Ok, I don't know. Ok, next one. Câu này nè, câu này hay nè. Câu này hay nè, ok. What time is it now? Yeah, we have one more hour left. Be escaped, escaping, having escaped, escaped, prisoner has been recaptured. Cái tên tù vượt ngục quá, thì bị bắt trở lại. Ok, bây giờ cái tên tù vượt ngục bị bắt trở lại, nó đã vượt ngục chưa các anh chị? Hả? Nó đã vượt ngục chưa? Nó đã vượt ngục rồi. Đấy, rồi. Khi mà nó escape là nó escape tại ngay tại đó rồi. Thành ra mình không có dùng cái thì continuous, ok? Yeah. Thành ra câu thứ hai sai. Câu thứ ba, having escaped. Câu này đã sai văn phạm. Okay. Having escaped không phải là adjective. And escape đây là động từ. Câu thứ tư, sai. Right, mình phải cần một cái tính từ. Phải không các anh chị? Mình phải cần một cái tính từ tại nó đứng trước cái prisoner. So cái escaped ở đây là verbal, nó sẽ là adjective, phải không? Nó là participle, nó là past participle, function A and adjective.
in a sentence, right? So câu thứ nhất đúng. Câu thứ nhất nó là verbal, hay là mình còn gọi nó là past participle. Nó đóng vai trò làm tính từ ở trong câu. Cái này bài trong cái bài verbal mình học rồi, phải không các anh chị? So câu thứ nhất đúng. Ok, câu thứ nhất đúng. Ok, next one. Ricky, I think I missed something in this one. Okay, forget this one, then bring this one then. Nam's parents are pleased, pleasing, and pleased with his success. Mình cần một cái tính từ. Right? Pleasing and pleasing. Cái tính từ của please đó là ed, phải không? Thành ra câu 4 đúng. Okay. Câu này nha, câu này dễ. Nowadays, either both many women get university degrees. Ngày nay, yeah, mình nói là many women, right? Mình không có nói là either. Either phải nói hai cái sự việc với nhau. Every là mỗi một. Every women, every thì không có dùng cái women, right? Both. Đây mình đâu có nói là có hai người đàn bà, chỉ có hai thôi, mỗi người đàn bà hết mà, phải không? Là câu thứ tư đúng. Many women. Okay, next one. Sorry. I like him very much. He is quite an intelligent boy. Quite intelligent boy. A boy quite intelligent. Câu thứ ba, a quite. Câu thứ bốn, a boy quite intelligent. Câu thứ tư sai nha. Quite intelligent là tính từ, nó bổ nghĩa cho chữ boy. Thành ra câu thứ tư sai. Câu thứ ba and câu thứ hai, quite. Câu thứ hai sai nha. Thường thường thân nhất quite a. Okay, quite a hay là quite an. Chứ người ta không có nói quite. Quite an intelligent. Đây là cách nói ngược nha các anh chị. Cũng chữ quite cũng giống như chữ shut vậy đó. Just a big house. Okay. Just a big house là một cái nhà.
Bự làm sao đâu đó. Đây là một câu nói 3 tháng. Okay. Tháng nghĩa là câu nói mà nó express cái emotion đó. An intelligent boy. Anh chị hiểu rồi phải không? Chứ không có ai nói a quiet hay là a shut a big house hết trơn. Người ta nói shut a big house hay là quiet a big house. Okay. Rồi nhớ nha. Cái đây là một cái câu nói ngược rất là hay. Thành ra câu thứ nhất đúng. Okay, next one. Qua cái phần dễ dễ chút cho các anh chị relax trở lại, okay? We use that to talk about things that are here over there. Thí dụ như vậy. Cho các anh chị relax chút xíu, okay? Nghe cọt kẹt hả? Cái ghế đó, cái ghế quay đó. Đấy, tí mi phải đổ dầu vô mấy cái kẹt kẹt. Cái ghế nó quay á. We use this to talk about things that are here or over there. This one. Which one các anh chị? Dễ quá phải không? Okay, next one. Dĩ nhiên là here rồi. This is here. Joe's garden is interesting. He is interesting. Hay là interestingly or interested. Yes, câu số 4 nha. Interested. Okay, chứ không phải interesting. Cái interest này không phải là động từ nha. Thế nó là tính từ. Tính từ phải thêm ed. Okay, now next one. Giờ qua cái phần dễ dễ chút cho các anh chị relax rồi mình mới vô cái phần chánh là khó. Bill's garden is larger than Joe's. It is a larger garden, a large garden, hay là large garden, hay là largest garden. Bill, cái vườn của Bill á, thì lớn hơn cái vườn của Joe. So, câu thứ. Ok, nếu mà mình nói câu số 1 là mình lặp lại. Thấy không các anh chị? Nếu mình nói câu số 1 là mình lặp lại y chang cái mệnh đề. Mà tiếng Anh thì không được lặp lại. Ok. Tiếng Anh thì không được lặp lại. Thành ra coi như câu thứ 2 đúng. Larger hay là large cũng được. Right? Còn câu thứ 4. So sánh nhất đó là phải là 3, 4, 5. Right? Còn so sánh 2 là phải là comparative. Còn so sánh nhất phải ít nhất phải là 3, phải không? Ít nhất phải là 3. Okay.
Và câu thứ tư, nếu mà so sánh nhất ở đây phải có chữ the, nhưng mà đây không phải là so sánh nhất, chỉ có hai thôi, thì nó phải là so sánh hơn, right? Nó là comparative chứ không phải là superlative. So câu thứ hai đúng, larger hay là large thì cũng vậy thôi, mà mình không có lặp lại cái chữ larger. Còn câu thứ ba thì nó thiếu article a large gun. Ok, câu này nha. The young men, women pay none any not any no attention to the writer. Người đàn ông trẻ và người đàn bà trẻ thì không có chú ý, thì không có chú ý tới tới nhà văn. Pay no attention. Không có ai nói pay any hết trơn. Chữ any thường thường dùng cho cái phủ định. Okay, pay no attention. Not any cũng vậy luôn. None, không ai nói none, none of. Okay. Hay là ta nói no chứ không có nói none. Pay no attention. Cái câu này nha, từ từ bắt đầu vô hơi khó khó chút xíu rồi đó các anh chị. Henry wasn't able to give us much any of many a lot information. That's too bad. We really needed it. Harry thì không có thể cho chúng tôi nhiều cái thông tin. Cái gì sao ta? That's too bad. Tệ làm sao? Mình dịch như vậy đó. Tệ làm sao đâu á. Chúng tôi thật sự cần nó. Ok, information đếm không được. Phải không các anh chị? Information đếm không được. Thành ra many a lot là thành ra many với a lot là sai, phải không? Any of bất cứ, không có ai nói any of hết trơn đó, mà người ta nói much information, okay? Không có nhiều, right? Không có nhiều thông tin. Much information. Chị misspell right there. Các anh chị dịch ra đi là các anh chị biết câu nào sai liền. What would you like to drink? To drink. Bạn muốn uống cái gì? Câu thứ nhất. Tôi sẽ có một cái tách cà phê. A coffee cup có nghĩa là cái tách để dùng uống cà phê. Các anh chị nhớ điều này nha. Cái tách, nói về cái tách chứ không phải nói về cái cà phê. Hỏi bạn uống cái gì?
chỉ đưa cái cup thôi, không chỉ đưa cái cup cà phê thôi, không phải là cái cup có cà phê ở trong nha các anh chị, mà cái cup đó để dùng để uống cà phê, gọi là coffee cup. Ok, a cup coffee cũng sai luôn nữa. Câu thứ nhất sai nha. Very good, share and learn. Khi mà các anh chị muốn có cà phê, cái tách mà có cà phê ở trong, thì các anh chị sẽ nói là a cup of coffee. Ok. Còn nói gì cái tách không, không có cái gì trong đó mà cái tách nó để dùng uống cà phê, thì mình gọi là coffee cup. Hay là cái tách mà để dùng uống trà, chưa có trà ở trong nha, thì mình gọi là tea cup. Còn cái tách mà có trà ở trong thì mình gọi là cup of coffee. A cup of tea chứ. I'm sorry. Okay. Một cái nói về cái tách và một cái nói về cái tách mà có trà ở trong rồi. A cup of tea hay là a cup of coffee. Còn coffee cup là cái tách dùng để uống trà, uống cà phê. Thành ra câu thứ nhất sai. Người ta đang hỏi mình muốn uống cái gì, mình chỉ muốn cần cái tách không đâu được, phải không? Thành ra câu thứ nhất sai. Small coffee. Coffee không có đếm được, thành ra không dùng chữ small. Câu thứ hai sai. A cup coffee. A cup coffee thì mình thiếu cái chữ of. Ok. A cup of coffee. Thành ra câu thứ tư sai. Thành ra câu nhất, câu hai, câu tư sai. Thì câu thứ ba đúng. Coffee không đếm được. Tôi muốn một ít cà phê, phải không? Tôi muốn một ít cà phê. Okay, next one. I'm looking for something to eat. There's a little of, a little, a few, some few meat, meat in the refrigerator. Tôi đang tìm cái gì để ăn á. Tôi đang tìm gì để ăn á. Có một ít thịt á ở trong tủ lạnh. A little of meat. A little of meat. Ai nói vậy không? Đâu ai nói a little of meat đâu. Đúng không? Câu thứ hai đúng. Để chứng minh câu thứ ba, câu thứ tư. Câu thứ nhất là sai, đâu không có chữ of. A few meat đâu có đếm được. And câu thứ tư, some few càng sai nữa, right? Rồi meat meat lặp lại. Thành ra câu thứ hai đúng, a little meat, right? In the refrigerator. Câu thứ hai đúng. Okay, this one. Các anh chị cứ nhớ cái gì đếm được, cái gì không đếm được là trả lời câu hỏi rất là dễ. A little, a few là đếm được, a little đếm không được. I'm sorry I'm late. I hope I didn't cause too much many more trouble, too much trouble. Tôi xin lỗi, tôi bị trễ á. Tôi hy vọng tôi không có không có gì các anh chị. Tôi không có gây ra gì à? Tôi không có gây ra nhiều nhiều vấn đề. Ok, coi câu nào đúng nhỉ.
problem đếm được không các anh chị? Các anh chị chỉ nhớ là có đếm được hay không thôi. Nó no, đâu đếm được đâu. Không có đếm được. Problem không có đếm được. Phải không? Đếm được hay không? Đếm được hay không? Anh chị mở từ điển thử coi. Không mà phải không? Nhiều khi đó mình không cần biết những cái câu trả lời mà mình nghe nhiều mình quen đó. Thường thường người ta nói you make too much problem hay là too much trouble. Các anh chị nghe cái you making too much gì? Trouble, phải không? You making too much trouble. Đâu có ai nói là you making too much problem đâu. You're making too much trouble. Phải không các anh chị? Đây là cái câu mà các anh chị nghe rất là thường. Nếu mà các anh chị nào chưa nghe là tại các anh chị chưa nghe. Câu này là người ta nói rất là thường. Okay. You're making too much trouble. Anh đã từ câu này mình nhìn lên câu trên mình sẽ thấy I hope I didn't cause any trouble hay là I hope I didn't cause too much trouble. Right? So không ai nói too much problems hay là cause problems hay là many more trouble đâu. Phải không? Too much trouble. Và câu số 4. Okay, next one. You don't hear many, much, a lot, much of news about Mr. Allen these days. Bạn không có nghe nhiều tin về ông Allen những ngày gần đây á, những ngày này đó. Yeah, news không đếm được. And a many side, a lot side. Không ai nói much of, much news. Không ai nói much of. And a câu thứ hai đúng. Much news. Okay, next one. Less of the not this one. Yeah, that's right. Less of the a few more. There were a few students enrolled this year than last year. Less of the a few of mấy cái chữ few and less không có chữ of nha các anh chị, không có chữ of ở đó. Okay, less student hay là few student không có chữ of. Thành ra câu thứ nhất, câu thứ hai sai. Right. A few more. Câu thứ ba là đúng á. Câu thứ ba đúng á.
There were a few students enrolled this year than last year. Câu thứ tư, các anh chị thấy làm sao? There were a few. Đâu có nói there were a few đâu. Phải không? Không có dùng chữ there were a few. A few more students. Đó là câu thứ ba đúng là a few more students. Không có ai dùng chữ there were ở phía trước chữ a few hay là there were more. Không có ai nói như vậy. Okay. A few more students. What's wrong with this one? Okay, let me check the dictionary then. Equipment. Oh, I see what's wrong with right there. Okay, let me look at this one then. Okay, câu này nha, câu này. And my student là gì? And many students. Huh? The audience booed the actors bad and badly worst and worst performance. Khán giả thì boo những cái người nghệ sĩ, performance nghĩa là họ trình diễn đó, cái sự trình diễn của họ đó, cái sự trình diễn của người nghệ sĩ đó, thí dụ như là múa nhảy hay là hát gì đó, gọi là performance. Yeah, đứng trước danh từ thì bắt buộc nó phải là một cái tỉnh từ, phải không các anh chị? Một cái tỉnh từ. Thành ra ở đây tỉnh từ là bad, chứ không phải là badly. Worst là so sánh hơn, là xấu hơn. Worst là so sánh nhất. Ở đây không có so sánh hơn, so sánh nhất gì hết trơn. Chỉ mention một cái vấn đề ra thôi. Phải không? Không có so sánh hơn cái người diễn viên nào hay là so sánh nhất gì hết trơn. Hay là câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư sai, câu thứ nhất đúng, bad. Okay, performance. Okay, next one. We had a quick dinner and ran to the theater. Chúng tôi có một cái bữa ăn tối nhanh và chạy lại rạp hát. Mình cần một cái tỉnh từ phải không các anh chị? Yeah, so quick. Và thứ nhất. Đâu ai nộp nó more quick đâu. Phải không? More quick. Quicklier. Hay là quicket.
Okay, next one. There isn't much to surprising to have surprise news in today's paper. Không, không có nhiều những cái tin tức nóng bỏng đi ở trong báo ngày nay. There isn't much I think most surprising thing. Surprising phải không các anh chị? Không có nhiều. Phải không? Surprising a thing. Cái coi đâu mất tiêu rồi. Yeah, nó là surprising. Surprising nó có nghĩa là nó là danh động từ. Okay. Isn't much. Không có nhiều. Cái much ở đây nó là adjective, bổ nghĩa cho cái danh từ. Và cái surprising ở đây nó sẽ là giống như là nó sẽ là jarring vậy đó. Không có nhiều những cái sự ngạc nhiên. Okay. Tại vì cái chữ there is ở đây không phải là người ta. Ok nha các anh chị. Đây không phải là người ta nên nó cũng không có phải là, nó không có cần một cái tính từ sau cái động từ to be. Mà there isn't much nghĩa là không có nhiều cái gì. Ồ, không có nhiều cái sự mà ngạc nhiên. Right, so cái surprising ở đây nó sẽ là tính từ. Nó là giống như là nó là danh động từ vậy đó. Nhưng mà nó làm nó là present participle. Nó đóng vai trò làm tính từ, surprising. Yeah, present participle đóng vai trò làm tính từ của cái news, okay? Không có nhiều tin tức. There isn't much news. Các anh chị phải đọc như vậy đó. Không có nhiều tin tức. Nhiều tin tức làm sao surprising. Okay. Thành ra surprising ở đây nó là verbal. And it is the present participle, function A and adjective in the sentence. Okay, now next one. Câu này nha, câu này. Drilling a hole under the sea has proved more difficult. He proved more difficult than drilling one on the land. Under the land to drill a hole on the land. On land or a hole on the land. Which one is right? Đào một cái hố, đào một cái lỗ. Drilling là đào á. Một cái lỗ ở dưới biển thì chứng minh nó khó hơn là đào một cái lỗ ở trên mặt đất. Then câu thứ hai là nó thiếu thiếu cái gì phải không các anh chị? Ok, chữ then đây nó là rep. Chữ than đây nó là conjunction. Conjunction có nghĩa là
tiếng mà mình gọi là liên từ. Liên từ thì nó phải nối hai chữ hoặc là hai cái mệnh đề lại với nhau. Ok, thành ra cái under the land này không phải là cái mệnh đề, phải không các anh chị? Đây là she is more pretty đi. Mình phải cắt nghĩa rõ mấy cái này, mấy cái điều này cũng mình cũng cần phải biết. Các anh chị thấy chữ dan đây là liên từ, nó sẽ nối hai cái mệnh đề lại với nhau. She is more beautiful than I am, hay là than I, thì các anh chị thấy mệnh đề đây là nối hai cái clause lại với nhau. Clause có nghĩa là một nhóm chó. Ok, thành ra câu thứ hai sai, under the land là sai, nó phải nối hai mệnh đề với nhau. And câu thứ ba, than to drill, ở phía trước nó là drilling, drilling a hole under the sea, nó đã, đây là một, mình gọi nó là a children phrase. Các anh chị hiểu rồi chứ gì? Children phrase, không có đen ai nha, không có đen mi nha, để hỏi chữ mi cách nghĩa. Cái drilling a hole under sea nó là children. Khi mà mình nói children thì nó sẽ là chủ từ, có nghĩa là nguyên cái mệnh đề drilling, drilling a hole under the sea nó là chủ từ của cái động từ to prove. Ok, so câu thứ ba mình cũng phải đặt nó là một cái children phrase luôn, chứ không phải là infinitive phrase. To drill a hole nó là infinitive phrase. Ok, thành ra hai cái câu nó không có cân bằng. Right, ở phía trước children thì ở phía sau cũng phải là children. Ok, right, rồi thành ra câu thứ ba sai, câu thứ tư cũng sai luôn, phải không các anh chị? Right, câu thứ tư cũng sai luôn, tại vì nó thiếu, nó không phải là cái mệnh đề. Ok, right, thành ra mình đặt cái câu mình phải đặt cho nó cân bằng với nhau. Trong cái câu nối đó, ok, trong cái câu nối đó thì được, nhưng mà trong câu viết thì phải viết hai cái câu cân bằng với nhau nha. Tại to drill a hole on land nó là infinitive phrase chứ không phải là children phrase. Ok, anh Tư ít hiểu không? Hai cái nghĩa nó giống nhau. Ok, to drill hay là drilling cũng được, nhưng mà khi mà mình viết đó mình phải viết hai cái câu nó bằng, cân bằng với nhau. Các anh chị học cái verbal rồi, các anh chị biết cái phía, coi cái này nha, coi cái này jumping. Ok, jumping is fun, to jump is fun. Hai cái này nó đồng nghĩa với nhau, nhưng mà một cái mình gọi cái jumping ở đây nó là children, còn một cái mình cái to jump ở đây nó là infinitive. Cả hai nó đều là subject, nó đóng vai trò làm noun chứ không phải là động từ. Ok, right, thành ra coi lại cái câu to drill ở đây mình không có dịch là để đào một cái lỗ ở dưới đất,
không không được dịch như vậy nha, mà mình phải nói là đào một cái lỗ ở dưới đất. Ok, mình dịch cái câu này nè: đào một cái lỗ ở dưới biển thì chứng minh rằng nó khó hơn là đào một cái lỗ ở dưới đất, phải không? Đấy, thành ra ở đây mình cũng phải nói hai cái câu nó phải same construction, right? Nó phải nó phải parallel với nhau. Ok, drilling a hole mà mình nói to drill a hole nó không có parallel. Thôi thì mình nói vậy các anh chị, chịu không chịu tùy các anh chị. Ok, thì mình nói rồi. Ok, cho các anh chị nói sai đi, người ta cười, các anh chị ráng chịu. Ok, sau đây câu thứ nhất đúng, drilling a hole. Yeah, cấu trúc nó phải song song với nhau. Ok. Các anh chị nói là các anh chị nói vắn tắt là các anh chị nói kêu bằng nói không có văn phạm đó, trong cái câu nói mình nói sao cũng được hết trơn á, nhưng mà mình viết xuống thì mình viết nó phải đúng văn phạm, nó phải parallel với nhau. Ok, trong câu nói các anh chị muốn nuốt chữ hay nuốt câu gì tùy các anh chị, người ta cũng hiểu như thường, câu nói khác câu viết khác. Ok, mà khi mà viết xuống mà các anh chị viết như vậy đó, to drill a hole, là các anh chị bị trừ điểm. Ok, thành ra nói sao cũng được hết trơn, nói sao người ta cũng hiểu, nhưng mà viết xuống thì phải viết cho đàng hoàng. Ok. Rồi, chịu chưa nào? Hả? Trong câu nói các anh chị nói câu thứ nhất cũng đúng, các anh chị nói câu thứ hai cũng đúng, các anh chị nói câu thứ ba cũng đúng, các anh chị nói câu thứ tư cũng đúng, ai người ta cũng hiểu hết trơn. Ok, nhưng mà viết xuống thì mình phải viết cho đúng văn phạm. Ok, now next one. Bây giờ mình hết cái phần này rồi, mình còn 10 phút nữa hả? Ok, ráng đi. Ok, we try the best we can. Ok, mình qua cái phần khác. Chị cẩn thận nha. Giờ mình qua phần dễ tí xíu cho các anh chị relax trước khi mình dismiss. Okay. Of all the kids, Jennifer is the smarter, hay là smartest. Yeah, dĩ nhiên là so sánh nhất phải không? Tại nhiều cái đứa trẻ mà phải không? Đâu phải so sánh hơn đâu. Okay, next one. Mình qua cái phần comparative hay là superlative. Okay. Taylor's was quieter hay là quietest than Christine. Yeah, quieter, right? Quieter. Okay. Trở lại dễ dễ cho các anh chị relax chút xíu. Instead of jumping, smashed potatoes are healthy beans. Susan's likes bubble gum better best. Ok, cái này mình so sánh hai phải không các anh chị? Hai thì là comparative, là better, right? Còn nếu mà best thì phải có the best, phải có mọi từ the. Ok, next one. Này dễ rồi, dễ đặng mình làm nhanh nha, tại mình còn chỉ có almost 10 minutes left. Between Emily and Sissy, Emily is older or less? Yeah, so sánh hơn hai người, right?
But better is the most mysterious persons you have ever met. Ok, câu này sao các anh chị? Yeah, đâu có ai nói là the more đâu. Người ta nói là the most, right? The most. So sánh nhất thì phải có mẫu từ the. Rồi, không có cho chọn nữa. Giờ các anh chị add vô nha. Okay. The last story was interest the other one. Cái câu chuyện cuối cùng đó thì nó thú vị không có dịch nha, nó thú cái hiện tiếng mình dịch thành các anh chị biết làm. Nó thú vị gì? More interesting than the other one. Nếu mà mình nói thú vị giống như là cái câu chuyện, một câu chuyện khác thì nói sao các anh chị? Giờ hơn với lại hơn. Cái này mình không có được dùng the most nha. Yeah, is interesting is. That's right. Very good. Mình có thể nhiều cách nói. Okay, now this one. Các anh chị muốn để vô nhiều hơn, ít hơn hay là bằng gì cũng được, miễn sao làm cho nó đúng thôi. Okay. Mr. Slater's house is big our house. Is as big as hay là is bigger than cũng được. Okay. Is as big as hay là không có nói là biggest nha. Không có nói the biggest. Okay, tại mình chỉ so sánh hai thôi. Nhớ nha, chỉ so sánh hai thôi. Một là bằng, hai là hơn. Và không có it twice as big as. Hai lần lớn hơn hả? It, nói gì đúng không? It twice as big as. Đúng không? Không đúng vậy viết làm sao cho đúng. Lớn hơn hai lần phải không? Gấp hai lần phải không? Vậy lớn gấp hai lần thì nói sao các anh chị? No, it's bigger than my. It's bigger than my twice. It's twice bigger than my, được không? Yeah, it's twice bigger than mine. Okay. It's twice bigger than mine. Okay, next one. Các chị muốn so sánh nào cũng được, okay? Không đúng hả? Vậy nói sao cho đúng? Thì lớn hơn hai lần. Trời đất. Ok, nếu không biết thì tạm thời cho kiểu mình đúng cho rồi đi. Ok. Rồi cái chuyện kia tính sao. Ok. South Ocean. Your example is good. The one in the book. Cái câu thí dụ của bạn thì tốt hơn một câu ở trong sách. Yeah, it's good as the one in the book hay là is better than the one in the book, right? Okay, next one.
Chứ chị muốn so sánh sao cũng được hết trơn á. Okay. So sánh bằng, so sánh hơn, so sánh kém, so sánh nhất. Okay, next one. The brown chairs is comfortable. This one. Cái ghế nâu này đó, cái ghế nâu đó đó thì comfortable. Comfortable dịch sao ta? Thì ngồi êm hơn hả? Ngồi êm thoải mái hơn và thoải mái hơn. Cái ghế nâu đó thì thoải mái hơn. Cái ghế này hay là thoải mái như cái ghế này? Hay là thoải mái ít hơn? Ít hơn nói sao các anh chị? More hay là less, phải không? More hay là less? Less comfortable. Right. Okay, next one. Okay, Mr. Kelly's a popular man in that organization. Organization. Ông Kelly đó thì rất là không phải nổi tiếng mà rất là popular man, là người đàn ông mà dân chúng ai cũng biết á. Cái này dịch sao các anh chị? Nổi tiếng hả? Không có hẳn là nổi tiếng người của công chúng á. Không biết dịch sao. Nổi tiếng cũng không hẳn là nổi tiếng mà người của công chúng á. Nghĩa là he's so friendly. Và là người đàn ông được yêu thích đó. Yeah, is the most, được không các anh chị? Được không? Cái organization là có nhiều người trong đó, thì ra mình nói là the most được, right? Được. Sao không được? Hả? In that organization. Được mà, phải không? The most popular man, được không? Được mà, phải không? Tại cái organization là có nhiều người ở trong đó, right? Nổi là người đàn ông mà được yêu chuộng nhất. Okay. Hay là nổi tiếng cũng được, the most popular. Okay, now this one. Quickly nha. Our car is old Mr. Kennedy's car. Yeah, dĩ nhiên older than. Hay là as old as cũng được. Car không có nói age, không có nói là age nha. Okay, next one. That fellow was clumsy of the five players. Cái gã đó thì is older phải có chữ than. Okay. Okay, nếu mà cái tính từ cuối cùng bằng chữ y mà nó nhấn thường mình thêm chữ er hay là est. Okay, glumsier. Mặc dù nó là hai âm, nhưng mà nếu mà nó nhấn dần đầu thường thường mình thêm cái chữ er. Cũng giống như chữ pretty, prettier. Okay, thành ra đây sẽ là was glumsiest. Okay, was glumsiest. Was the thiếu thiếu mở từ the nữa nha, was the glumsiest. Yeah. Okay, next one. Okay, this is the last one. Everyone else were nervous. You are. Mỗi mỗi một người khác thì nervous thì dịch sao ta? Nervous là hồi hộp, phải không? Hồi hộp lo sợ.
lo lắng, căng thẳng, và dịch căng thẳng là hay nhất đó, căng thẳng. Okay. Ví dụ mình vô interview mình ưa bị nervous, right? Không hẳn là mình sợ mà mình bị căng thẳng. Dạ, căng thẳng. Rồi làm câu này đi các anh chị. It's not nervous, it's you are, huh? More nervous, huh? Thường thường mình nói là is nervous, is đó. Sao mình biết on more được? Sao các anh chị biết more hay là less được? Các anh chị có read được cái mà cái đa mai không? Phải không? Mình cứ nói là guess hả? Mình cứ nói là họ nervous giống như mình cho rồi đi. Thế, phải không? Ai cũng nervous giống nhau hết trơn. Sao mình biết họ more hay là less hơn mình được? Right? So a nervous ace, you are là hay nhất. You're Ở đây học tiếng Anh chứ không phải là fighting nha. Chưa hết muốn có án mạng trong room của cô Hạt Cát rồi. Chạy trước á. Okay, that's 11 o'clock now. Okay. So we dismiss now. Ngày mai đó các anh chị. Dạ, có thể các anh chị muốn dùng note cũng được. Nhưng mà thường thường nó hơn hoặc là bằng. Hả, mà dùng note thì nó I don't. Thì mình nói gì đó. Hay là I'm not as nervous as he, right? And he is. Đã có gì. Ok, ngày mới các anh chị muốn làm bài tập tiếp ngắn chưa? Hay là mình học qua bài mới? Adverb. Anh chị muốn gì ngày mai? Ngán rồi phải không? Học dữ rồi phải không? Topic gì? Ô, ngày mai thứ năm hả? Yes. Tiểu My, tại Tiểu My off một ngày nên Tiểu My cứ tưởng ngày mai thứ thứ anh I mean, ngày mai thứ tư. Tiểu My cứ tưởng ngày mai mới thứ ba. Yeah, ngày mai thứ tư. Ngày mai mình sẽ viết chính tả cái bài mà Injury and Alignment, bệnh tật các anh chị. Với lại những danh từ về bệnh tật với những danh từ về bác sĩ đó, nhớ không? Hồi tuần rồi mình tập đọc rồi đó. Đấy. Mà ngày mai đám giỗ. Ồ, giỗ tổ Hùng Vương ngày mai hả? Thiệt hả? Hả? Vậy có học không? Nói trước để Tiểu My sáng khỏi dậy ha. Thiệt hả? Vậy ngày mới có học không? Hay là nghỉ? Ăn sáng là Tiểu My ngủ luôn cho rồi á. Có hả? Có học hả? Đám giỗ chung hả? Ở ngày mai giỗ tổ Hùng Vương hả? Vậy ngày mới nghỉ hay là học? Nói đi ha. Ngày mới nghỉ hay là học? Vẫn học bình. Vậy mention đám giỗ làm chi? Who care? Nếu học thì mention lên làm chi ạ? Tưởng mention lên để được nghỉ chứ. Ok, ngày mai mình sẽ viết chính tả cái bài mà bệnh tật với lại bác sĩ nha các anh chị, những danh từ về bệnh tật với bác sĩ. Ok. Ngày mai mình qua cái phần listening and writing. Ok. Dạ, tùy các anh chị đi. Tùy các anh chị. Cái gì? Ngày mai về quê ăn dỗ hả? Sướng quá ta. Ok, I'll see you tomorrow then. Ok, chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon. And chúc các anh chị khác một ngày một đêm bình an vui vẻ. Yes, who care? Nếu ngày mới học thì who care, đám giỗ, đám cưới, đám ma, đám gì đó ai biết đâu. Ok. Yeah, good night các anh chị. Gặp các anh chị ngày mai nha. Gửi mai lại cho các ốp.